nửa ký á. Nghe. Đưa lên cái mũi lòng ngay sau đây rồi tôi cột lại cái tới. Tới luôn. Đó, thằng câu bực đó. Nghe vậy nè. Xong lộn ra ngoài, thả ra cái mũi luôn. Chuẩn bị. Gáp sao đây? Em mực nè. Có một cái sống chứ. Cái tài ổng là cái tài sản của ổng. Con này cỡ nửa ký á. Nghe. Đưa lên cái mũi lòng ngay sau đây rồi tôi cột lại cái tới. Tới luôn. Đó, thằng câu bực đó. Nghe vậy nè. Xong lộn ra ngoài, thả ra cái mũi luôn. Biết được mở ra đây. Chuẩn bị.